Enfa và Á hậu năm Campuchia được Mitten Award dành sự ưu ái, chạy show mệt nghỉ, livestream bán khô gà. Việc hai Á hậu của Miss Grand International 2022 livestream bán khô gà và thực phẩm chức năng đang gây tranh luận. Và sắc đẹp còn so ra chi tiết, ông Nawaz đặc biệt ưu ái các Á hậu đến từ châu Á, những khu vực khác chỉ làm nền. Trở về Thái Lan cùng danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand International 2022, Enfa được săn đón và vụt sáng trở thành một ngôi sao đắt show bậc nhất xứ sở chùa vàng. Cách đây không lâu, hình ảnh bảng xếp hạng 7 ngôi sao giải trí có mức cát-xê cao nhất tại Thái Lan thời điểm hiện tại gây sốt khi Enfa Quaraha đứng đầu. Chủ tịch Nawaz đã có dịp chia sẻ lại hình ảnh nhận về nhiều ý kiến châm biếm, cố tình nổ giá để nâng cao thương hiệu gà cưng, nhất là khi ông từng cung cấp thông tin sai lệch về thu nhập của Thùy Tiên. Mới đây, Á hậu 1 Miss Grand International Enfa Quaraha Thái Lan và Á hậu 5 Miss Tovey Campuchia đã được tách lẻ để quảng cáo cho một nhãn hàng thiếu vắng sự có mặt của dàn mỹ nhân của Miss Grand. Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc vì sao các đại diện châu Á luôn được ông Nawaz sắp xếp tham dự nhiều hoạt động hơn so với những người đẹp khác. Trong suốt quá trình dự thi, Miss Tovey là một trong những bạn thân của Enfa tại Miss Grand International. Bên cạnh đó, mỹ nhân này tỏ rõ thái độ yêu mến Enfa khiến fan đứng ngồi không yên. Á hậu người Campuchia có được lượng fan khủng tại Thái Lan, vì vậy cô nàng được chủ tịch Miss Grand International giao nhiệm vụ đầu tiên khi vừa đáp cánh là livestream bán khô gà. Bên cạnh đó, Á hậu nam người Philippines cũng được sắp xếp để bán thực phẩm chức năng ngay sau đó, thay vì spotlight phải nhường về tân hoa hậu Hòa Bình. Miss Tovey, đại diện Campuchia và Roberta Tamondong, đại diện Philippines, được xem là những gương mặt thu hút được truyền thông sau Enfa Quaraha khi đáp tại Thái Lan. Mỹ nhân Philippines nhiệt tình tư vấn cho khách hàng về cách sử dụng sản phẩm. Nàng hậu sinh năm 2002 giúp người hâm mộ kiểm tra hương vị của sản phẩm này ngay trên sóng livestream. Đáng chú ý, những ngày qua, công việc đầu tiên của Miss Tovey là livestream quảng cáo bán đồ khô cho thương hiệu của ông Nawaz Issacra Rizil, chủ tịch Miss Grand International. Buổi livestream diễn ra ngày 3 tháng 11. Với Roberta Tamondong, công việc đầu tiên cô nhận được là livestream quảng cáo thực phẩm chức năng kích trắng. Công việc của hai Á hậu đang gây tranh cãi. Khán giả cho rằng, ban tổ chức nên sắp xếp cho họ những công việc chuyên nghiệp hơn, đặc biệt trong giai đoạn mới đăng quang. Quan trọng là đăng quang làm được gì có ích cho xã hội, xây dựng hình ảnh hoa hậu như nào để kêu gọi tiền từ thiện. Một bên đóng quảng cáo làm đại diện cho các hàng nổi tiếng, được mời dự sự kiện hay ngồi front row của hãng cao cấp thì phải khác kiểu ngồi livestream bán mắm, bán khô, khán giả bình luận. Nàng hậu vui vẻ giới thiệu các sản phẩm được bán trong hôm nay. Cô đích thân kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi giao đến tay người tiêu dùng. Chọn top 10 chỉ để livestream thôi, mang tiếng hoa hậu Á hậu nhưng công việc chỉ là livestream bán đồ khô. Thế này làm giàu cho mấy chị hoa Á hậu với ông chủ tịch chứ mang lại giá trị gì cho cộng đồng. Các cuộc thi khác ban tổ chức sẽ khoe một nhiệm kỳ hoa hậu kêu gọi được bao nhiêu tiền từ thiện. Còn với hoa hậu Hòa Bình, thứ có thể khoe chỉ là tiền cho chủ tịch. Khán giả tranh luận. Các mỹ nhân này thường xuyên được Miss Grand International đăng ảnh được hút tương tác từ khán giả châu Á, trong khi các mỹ nhân đến từ khu vực khác đều không cử livestream hay được ưu ái các hoạt động riêng như Miss Vote. Hai Á hậu này cũng là hai người mà ông Nawaz chăm chỉ chụp ảnh cùng nhất sau Enfa Quaraha. Á hậu 2 Andina Chuli đến từ Indonesia dần được ưu ái hơn sau khi công chúng tại quê nhà của cô yêu cầu Miss Grand hãy đăng hình của người đẹp, nếu không họ sẽ nhấn nút unfollow. Tuy nhiên, Á hậu người Indonesia vẫn không được tham gia nhiều hoạt động như Miss Tovey và Roberta Tamondong. Thời gian qua, Miss Grand International liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết, ông Nawaz bị chỉ trích vì body shaming thiên ân. Tiếp đó, ban tổ chức cuộc thi gây bất ngờ khi thông báo đại diện Mauritius Jibnarinista từ bỏ vị trí Á hậu năm vì không đáp ứng được lịch trình công việc. Tuy nhiên, Jibnarinista phản bác, cô cho biết chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào với ban tổ chức về việc trả lại vị trí Á hậu năm. Sau đó, người thay thế Jibnarinista là Roberta Angela Tamondong, Philippines.